Theo truyền thông địa phương, khoảng gần nửa đêm Chủ nhật tại thành phố South Haven thuộc tiểu bang Mississippi, cảnh sát đến gõ cửa làm nhà để đưa trác bắt giữ và bắn chết một người đàn ông ngay trong nhà của ông ta. Ismael Lopez, 41 tuổi, bị bắn chết vào khuya ngày Chủ nhật khi ông ra xem ai đứng trước cửa nhà của mình. Được biết, cảnh sát đáng lẽ ra phải đến căn nhà bên kia đường để đưa trác bắt giữ nhắm vào Samuel Perman, người bị truy lùng về tội hành hung. Theo lời của Murray Wells là luật sư đại diện của gia đình ông Lopez, đây là một thảm kịch và là điều đáng xấu hổ cho sở cảnh sát vì họ không biết cách đọc số nhà. Tuy nhiên, các cảnh sát viên nói họ buộc phải bắn ông Lopez khi ông này mở cửa nhà và con chó pitbull của ông nhào ra tấn công họ. Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay, cảnh sát nói họ bắn vào con chó và cùng lúc thấy ông Lopez đứng trong nhà tay cầm khẩu súng.